thì chị sẽ tiếp tục hướng dẫn các em cách vẽ một vòng hoa tươi tắn cho năm mới 2022 như trên tay chị đây. Chỉ cần tập trung và vẽ theo chị thì chị tin là bạn nào cũng sẽ có một bức tranh độc lạ và đáng yêu. Chúng ta cùng bắt đầu nào! Chị đã hoàn thành bức vẽ vòng hoa năm mới siêu đẹp và nhiều màu sắc rồi. Các em đã xong hết chưa nhỉ? Đừng quên gửi những bức vẽ đẹp của mình vào fanpage Boom Boom TV cho chị nhé. Đây cũng chính là món quà mà các em tặng cho chị nhân dịp năm mới đó. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video sau nha. Bye bye!